bác đang nghe âm thanh của đôi loa Watt Pedal, hàng chính hãng thương hiệu Anh Quốc các bác nhé. Đôi này là đôi Bass 40 và là đôi duy nhất cuối cùng còn đến bây giờ. Em vừa rồi em đang chờ cái đẩy Watt Pedal để em ghép cho bác khách ở Hà Nội, nhưng mà chờ mãi mà không có cái con đẩy Watt Pedal như đợt trước nó về để ghép cho bác đặt mà không có đẩy để ghép. Đấy. Nên là đôi loa này tạm thời còn phải đang chờ đẩy. Hôm nay thì em ghép luôn bằng đẩy DB Acoustic. Đấy. Một đôi loa Bass 40 hiện tại thì không dùng trầm, ghép một con đẩy 408 800 một kênh, con đẩy của DB Acoustic và một con vang số DB Acoustic S700. Con này thì vợt của nó rất là hay. Cái với con đẩy này thì bác nào mà thích chơi nhiều loa nhà rộng thì trước mắt mình sắm một con này. Sau này một năm vài năm sau khi muốn nâng cấp thì có thể chơi được rất nhiều loa, hoặc là quay sang vừa chơi loa full vừa chơi súp hơi 50 cũng ok bác nhé. Đối với những cái dòng DB Acoustic 480 thì 8 chõm một kênh thì thoải mái cho các bác sử dụng gia đình luôn, thích thêm loa rồi thêm súp hơi rồi mọi thứ đều ok cả. Đấy. Nói chung là về sau thì mãi mãi không phải lo về nâng cấp. Tiếp theo thì đến cái con vang S700 này, và tiếp theo nữa thì là một bộ mic DB 450 Pro kết hợp với một đôi loa full 40 hàng chính hãng Watt Pedal, hàng của Anh Quốc các bác nhé, thương hiệu Anh Quốc mà sản xuất ở bên Trung Quốc. Và bây giờ thì em sẽ hát cho các bác nghe ba cái chế độ của cái con vang này, hát ba chế độ, mỗi chế độ một đoạn thôi, không hát nhiều các bác nhé. Đấy, các bác nghe tiếng bass của nó thì xuống rất là sâu và chắc. Hoàn toàn thì hiện tại em đang kết nối phần mềm, để em điều khiển con vang. Thế nên là em sẽ ngắt nó để xử lý trực tiếp trên này, khỏi phải chạy đi chạy lại cho các bác. Đấy, kia là cái dây kết nối của em vẫn đang kết nối trên vang kìa. Bây giờ em sẽ hát cho các bác nghe một đoạn, thôi, và sẽ hát bằng ba chất giọng các bác nhé. Xem bác xem cái chất tiếng của cái bộ karaoke này nó ra như thế nào. Đối với bộ này thì em không cần ghép nâng tiếng các bác nhé. Đối với những bộ này em không cần ghép nâng tiếng. Và bây giờ các bác nghe thử ba giọng karaoke. Và đầu tiên em sẽ hát bằng gì vào trước các bác nhé. Lấy gì vào ra. Được rồi. Các bác chờ một lát nhé. Đây là thu trực tiếp bằng điện thoại. Còn nếu thu dây like thì nói nghe sẽ rất là rõ. Nhưng mà thu bằng điện thoại là chỉ thế thôi. Thu bằng dây like thì rõ hơn rất là nhiều. Tiếp tục thì lại là
Lâu. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một đời mà dường như sẽ không đến. Từng dòng ai đi nớt ngang qua vô tình ngọn đèn khuya, nhìn anh buồn tênh. Chờ một cuộc tình hay tìm được một cuộc tình. Chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay ấy. Chờ một tình yêu mơ mộng anh để quay về tình yêu xưa nơi có bao yêu thương. À, thì vừa rồi thì là echo gì vật thôi nhé. Bây giờ thì em sẽ chuyển qua echo không thôi. À. Và lại là một đoạn karaoke cùng một đoạn luôn. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi nớt ngang qua vô tình ngọn đèn quê, nhìn anh buồn tênh. Chờ hay tìm được một cuộc tình. Chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay ấy. Chờ một người đi mong manh để quay về tình yêu xưa nơi có bao yêu thương. À, hát ba giọng này chỉ hát mỗi giọng một đoạn thôi, mỗi giọng một đoạn thôi để các bác nghe được cái chất âm của từng loại giọng một. Đấy, hiện tại thì vừa rồi là em đang hát echo và đây là cái dây USB để nối phần mềm các nhá. Nên em thu trực tiếp điện thoại các bác nghe ba cái chất âm nhá. Đấy, một con đẩy này thì các bác chơi gia đình thì có thể là thoải mái cho các bác về sau luôn. Thích dùng súp hơi 50 cũng ok, dùng loa 725 cũng ok. Đấy, có thể dùng hai đôi loa và một súp. Thích vào một con vang F700 cũng của DB Acoustic luôn. Đấy, và cũng bộ mic này cũng của DB Acoustic luôn. Và đôi loa thì chính hãng của Wafedo, hàng thương hiệu Anh Quốc các bác nhá. Thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Duy nhất em còn đúng một đôi này, vì cái đôi này bữa trước là em chờ cái đẩy Wafedo nhưng mà ông bạn ông hẹn ông ấy chuyển giao cho một con mà ông không chuyển, vì cái dòng nó rất là hiếm. Thế là hẹn khách Hà Nội là để ghép nhưng cuối cùng là không có đẩy để ghép cho khách. Hôm nay tìm ghép vào cái bộ này cho các bác xem. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em. Với cái bộ này thì em chỉ sử dụng ba thiết bị này thôi. Ba thiết bị này thôi, kết hợp với đôi loa full 40 thôi. Không dùng nâng tiếng hoặc không dùng gì hết, chỉ dùng ba thiết bị này là đủ cho các bác nhé, các bác nhé. Nguyên một dàn ba thiết bị và con đẩy con loa 40, các bác nghe chất âm. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với anh Trúc. Bộ này thì còn rất là nhiều, nhưng mà con loa này thì chỉ còn một đôi. Loa này chỉ còn một đôi duy nhất, không còn một đôi thứ hai, một đôi 40 duy nhất các bác nhé. Còn những cái dòng này thì còn rất là nhiều, loa thì còn một đôi. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Mấy hôm nay thì em cũng rất là bận dọn cái lô dàn nghe nhạc, rất là mất thời gian, không có thời gian mà làm video cho bác được. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.